tiết kiệm hơn năng lượng wifi. Inbox một dòng mail mới len keng đối với hãng Epson đó là 6270. Đối với dòng máy này nữa, Hương sẽ nói 3 điều đặc biệt. Thứ nhất đó là về cái hộp mực của em này nha. Em này sử dụng cái hộp mực là 001, là đối với những cái dòng mực Infung á, mặc dù là dung tích bằng nhau nó là 70ml, nhưng mà cái giá thành của em nó chưa tới 200.000 cho một hộp mực. Và so với những cái dòng máy khác á, thì cái chi phí này nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm hơn chi phí mà khi mà gọi mực rất là nhiều, đặc biệt là chi phí sử dụng nha. Cái điểm thứ hai phải nói về em này, đối với những cái dòng máy á, thì đây là một trong những cái dòng máy mà cái giá thành nó rất là mềm, và đặc biệt ở đây nó có thêm tính năng gọi là wifi. Lúc đó cái việc ấn từ di động sang cái máy anh này một cách rất dễ dàng. Và đặc biệt tôi muốn nói về cái thiết kế này anh thấy là khá là thông minh. Ví dụ thông thường đối với những dòng máy khác thì ở đây nó sẽ là có khe ADF, thì thường cái khe ADF này nó sẽ không có cái miếng nắp, cái nắp này để mà che lại, thì dẫn đến trường hợp là nó dễ bị bám bụi. Nhưng mà còn em máy này, cái nắp này sau khi mà chúng ta sử dụng xong chúng ta hay gặp lại, như vậy chúng ta sẽ bảo quản được việc máy in nó không bị bụi bám vào. Và kế tiếp những cái hộp giấy này nó cũng khá linh hoạt các bạn. Ở đây sau khi mà chúng ta sử dụng xong, chúng ta ví dụ bình thường chúng ta sử dụng chúng ta có thể kéo ra, nhưng mà sau khi chúng ta sử dụng xong chúng ta có thể là gấp vào, như vậy chúng ta đã động đẩy lại như vậy để cho cái việc mà cái diện tích máy nó không bị chiếm diện tích rất nhiều nha. Rồi kế tiếp nữa cái mẫu mã đối với dòng máy này thì đây là cái mẫu mã màu đen, và Hương thấy đặc biệt cái máy này nó đẹp hơn máy khác là các bạn lưu ý là cái vân máy. Đối với những dòng máy khác thì cái thiết kế của máy thì nó sẽ là nhựa trơn, nhưng mà riêng thiết kế của em này thì nó là có những cái vân máy rất là đẹp. Thì lúc đó thì chúng ta nhìn vào chúng nó nhám nhám nè, thì ở đây nó sẽ là mang tăng thêm cái sự tinh tế cho cái chiếc máy in nha. Có một điều đặc biệt là cái dòng này hạn sản xuất số lượng có hạn, do đó là rất là nhiều khách hàng đang quan tâm cái dòng máy này. Còn sắp tới bạn sẽ là người tiếp tục để trải nghiệm cái dòng máy Epson L 6270 nha. Top quality, top service.